Ông Shin Tae-yong không nên nói chuyện Indonesia mạnh bằng Việt Nam mà hãy để kết quả lên tiếng và chịu trách nhiệm về kết quả đó. Đúng là Indonesia đã được nâng cấp rất nhiều, nhưng tôi hy vọng ông Shin chứng minh điều đó bằng kết quả trận đấu. Nếu thua, tôi sẽ thừa nhận sức mạnh của tuyển Indonesia một cách sòng phẳng. Còn nếu tôi thắng, mong ông Shin đừng nói thế nữa. Xin đừng nói suông mà hãy chứng tỏ bằng kết quả. Những câu trả lời đanh thép của huấn luyện viên Park Hang-seo trước trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 gặp đội tuyển Indonesia cho thấy quyết tâm của ông và đội tuyển Việt Nam đang rất cao. Trở lại sân Thủy Đình đón tiếp Indonesia, đội tuyển Việt Nam không có mục tiêu nào khác ngoài ghi bàn và bảo toàn tỷ số. Kể từ khi hội nhập trở lại với bóng đá khu vực, Indonesia là một trong hai đối thủ mà Việt Nam chạm trán nhiều nhất bên cạnh Thái Lan. Việt Nam có khá nhiều duyên nợ với đội tuyển này. Sau đây là 6 trận đấu được coi là để lại dấu ấn mạnh mẽ nhất trong lòng người hâm mộ. Đội tuyển Việt Nam thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Ngày 7 tháng 6 năm 2021, tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, thầy trò ông Park Hang-seo đối đầu với đoàn quân ông Shin Tae-yong trong trận lượt về với mục tiêu lấy trọn 3 điểm. Trong một trận đấu các chân sút thăng hoa, đội tuyển Việt Nam đã đè bẹp đối thủ đến 4 bàn không gỡ. Chiến thắng 4-0 cũng là chiến thắng đậm đà nhất trong lịch sử đối đầu giữa hai đội. Đội tuyển Indonesia bước vào trận đấu này với trạng thái khá hưng phấn sau khi vừa cầm hòa Thái Lan 2 đều. Lối chơi quyết liệt đã khiến đội tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong hiệp 1. Nhưng sau giờ nghỉ, đội quân của ông Park Hang-seo đã ghi liên tiếp 4 bàn trong vòng 23 phút nhờ công của Tiến Linh, Quang Hải, Công Phượng và Văn Thanh. Ở bảng đấu này, Việt Nam sau đó đã cùng các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vào đến vòng loại cuối cùng và cũng là đội Đông Nam Á đầu tiên giành được chiến thắng ở giai đoạn này khi thắng Trung Quốc 3-1 đúng vào dịp Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Đây cũng là lần đầu tiên huấn luyện viên Shin Tae-yong đụng độ người đồng hương Park Hang-seo trên cương vị huấn luyện viên đội tuyển Indonesia. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng, đội tuyển Việt Nam đã toàn thắng 3 trận vòng bảng trước Malaysia, Myanmar và Campuchia. Tuy nhiên, những khó khăn đã bắt đầu xuất hiện từ vòng bán kết. Thất bại 1-2 trong trận lượt đi trên sân Indonesia buộc đội tuyển Việt Nam phải gồng sức để chiến đấu trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 7 tháng 12 năm 2016. Nhiệm vụ đi tiếp càng khó khăn khi đầu hiệp 2 của trận lượt về, Đinh Đông mắc sai lầm, tạo điều kiện cho đội bạn mở tỷ số. Lúc này, Việt Nam phải ghi 2 bàn nữa mới có thể đưa trận đấu vào hiệp phụ. Đã thế, thủ thành Nguyên Mạnh còn bị đuổi khỏi sân và trung vệ Quế Ngọc Hải, bất đắc dĩ phải xỏ găng đứng trong khung gỗ. Tuy nhiên, chính vào thời điểm ấy, đội tuyển Việt Nam đã thể hiện tinh thần quật cường bằng 2 bàn gỡ liên tiếp của Văn Thanh và Vũ Minh Tuấn, điểm ngược dòng thắng 2-1, kết thúc 2 lượt trận trong 180 phút, hòa nhau với tỷ số 3 đều. Hai đội phải bước vào hiệp phụ. Đội tuyển Việt Nam đã để thủng lưới thêm 1 bàn để thua với tổng tỷ số chung cuộc là 4-3. Một màn rượt đuổi tỷ số vô cùng ngoạn mục của hai đội trong trận đấu diễn ra tại Hà Nội vào ngày 22 tháng 11 năm 2014. Ngọc Hải đưa đội nhà dẫn điểm nhưng cũng ngay trong hiệp thi đấu đầu tiên, Zamrun đã gỡ hòa 1-1 cho đội khách Indonesia. Với ưu thế sân nhà, đội tuyển Việt Nam sau đó tiếp tục chiếm ưu thế và lại có bàn thắng dẫn trước do công của tiền đạo Công Vinh. Tuy nhiên, Indonesia cho thấy tinh thần chiến đấu kiên cường và không hề run sợ, để rồi xứng đáng có bàn gỡ ở phút 84 để ấn định tỷ số 2-2 cho Indonesia. Đội tuyển Việt Nam dự AFF Cup 2004 là sự pha trộn của lứa cầu thủ giành huy chương đồng tại Tiger Cup 2002 và huy chương bạc SEA Games 22 dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Lê Huỳnh Đức và thủ môn Trần Vinh Quang. Thế nhưng, đoàn quân của huấn luyện viên Tavares chỉ đứng thứ 3 với 7 điểm sau Singapore 8 điểm và Indonesia 10 điểm. Giành 4 điểm trước Singapore và Campuchia ở sân Thống Nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, đội tuyển Việt Nam di chuyển ra Mỹ Đình để tiếp Indonesia với nhiệm vụ thắng để tiến vào bán kết. Nhưng khán giả cả nước đã phải nhận trái đắng khi đội tuyển Việt Nam phải nhận thất bại nặng nề đến 3 bàn không gỡ. Thất bại 3-0 là thất bại đậm nhất trong lịch sử đối đầu với Indonesia của đội tuyển Việt Nam. Hơn hết, trận thua này khiến đội tuyển Việt Nam bị loại ngay sau vòng bảng. Ngay sau đó, huấn luyện viên Tavares đã xin từ chức và trợ lý Trần Văn Khánh lên thay thế. Chiến thắng 3-0 trước Lào ở lượt cuối cùng là không đủ để đưa Việt Nam vào bán kết. Sau giải đấu này, Lê Huỳnh Đức và Trần Minh Quang chính thức từ giã đội tuyển quốc gia. Sau nhiều năm chỉ giành huy chương bạc và đồng ở đấu trường bóng đá khu vực, tại Tiger Cup năm 2000, Việt Nam đến Thái Lan với khát khao rất lớn. Đội tuyển Việt Nam đã lọt vào bán kết Tiger Cup 2000 với sự hưng phấn cao độ.
nhờ thành tích 3 thắng, 1 hòa, ghi bị 2 bàn và thậm chí không thủng lưới bàn nào. Thế nhưng đội tuyển Việt Nam lại nhận ngay bột gáo nước lạnh khi thất thủ 2-3 trước Indonesia sau một màn so tài cực kỳ kịch tính. Ở trận đấu này, Jendut Christian Wan và Seto Nuriantoro đã lần lượt đưa Indonesia vươn lên dẫn trước, nhưng Nguyễn Hồng Sơn và Vũ Công Tuyền thay nhau gỡ hòa 2 đều cho đội tuyển Việt Nam. Những tưởng trận đấu sẽ bước vào loạt 11m sau 2 hiệp phụ, thì đúng vào những giây cuối cùng, Christian Wan tỏa sáng với bàn ấn định chiến thắng 3-2. Sau thất bại này, đội tuyển Việt Nam thua tiếp Malaysia 0-3 ở trận tranh huy chương đồng. Việt Nam tham dự giải vô địch Đông Nam Á đầu tiên với nòng cốt là đội hình vừa bất ngờ giành huy chương bạc SEA Games 1995, một năm trước đó. Đội tuyển Việt Nam đã khởi đầu suôn sẻ khi hạ Campuchia 3-1, nhưng lại gây thất vọng khi để Lào cầm hòa 1 đều. Sau đó, đội tuyển Việt Nam đại thắng Myanmar 4-1 và hòa Indonesia 1 đều để ghi tên mình vào bán kết. Sau khi thua Thái Lan 2-4 ở bán kết, Việt Nam tái ngộ Indonesia ở trận tranh giải 3. Trận đấu đã diễn ra rất hấp dẫn với cú đánh gót điều nghệ của Huỳnh Quốc Cường, tình huống phản lưới của Yeyen cùng pha đá phạt đền lạnh lùng của Võ Hoàng Bửu. Việt Nam đã đánh bại Indonesia 3-2 để giành tấm huy chương đồng. Trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia sẽ diễn ra vào lúc 19h30 phút ngày 9 tháng 1 năm 2023. Trận đấu này đáng xem không chỉ bởi lịch sử đối đầu đầy duyên nợ của hai đội, mà tấm vé vào chung kết sẽ là lời khẳng định mạnh mẽ của hai huấn luyện viên cùng quốc tịch Hàn Quốc. Về mặt cá nhân, huấn luyện viên Shin Tae-yong khát khao một lần đánh bại huấn luyện viên Park Hang-seo để thoát khỏi cái bóng của chiến lược gia 65 tuổi ở Đông Nam Á.